Hello, chào tất cả anh em. Như mọi người đều đã biết thì nước hoa hiện nay đang ngày càng phát triển với doanh thu hàng tỷ đô mỗi năm. Có rất nhiều các thương hiệu mặc dù mới ra mắt trong khoảng 10 hoặc 15 năm đổ về đến hiện tại, nhưng họ đã đạt được những thành tựu rất là to lớn. Ví dụ như nhà Juculist, một nhà nước hoa mà lấy mùi hương, lấy cảm hứng từ những con thú, và hiện nay họ là một trong những nhà niche có thể gọi là hàng đầu đó. Thế nhưng đổ lại cũng có những nhà nước hoa mặc dù họ vẫn đều đặn ra mắt những sản phẩm, nhưng mà bởi vì một vài cái lý do nào đó, có thể là cái số tiền họ chi ra cho marketing nó quá là thấp, cho nên là mọi người vẫn đánh giá nó ở một cái level khá là thấp hơn so với chất lượng mùi hương của nó. Do đó video của mình ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài nhà nước hoa mà theo cá nhân quan điểm của mình, lẽ ra ở những nhà nước hoa này có thể nổi tiếng hơn, thế nhưng rất đáng tiếc họ đang bị đánh giá thấp hơn so với chất lượng mùi hương mà họ vẫn đều đặn ra mắt thị trường. Ok, let's go. Nhà nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là Lalique. Đây là một công ty về kim hoàn và nước hoa chỉ là một trong những nhánh sản phẩm của họ. Thế nhưng qua một số những sản phẩm mình đã được thẩm mùi thì mình đánh giá những cái sản phẩm của nhà nước hoa này rất rất là ok. Làm mùi rất là chất lượng, có tính sáng tạo và khá là không bị đụng hàng. Ví dụ như ở đây như là một chai nước hoa có thể gọi là tiêu biểu của nhà nước hoa này. Đó là Lalique and Crème Noire, với cái tông mùi mực và vetiver có thể gọi là một trong những sáng tạo rất rất là gọi là vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta đối với một nhà nước hoa mà không chuyên về hẳn về làm mùi hương. Thế nhưng với mùi hương của Crème Noire này thì nó được luôn luôn được xếp vào hàng top những chai nước hoa giá rẻ và chất lượng, thì mùi hương như là niche đó. Hoặc là cái phiên bản flanker tiếp theo của nó cũng rất là ok, đó là Crème Noire Sport. Vẫn giữ cái phong cách mùi hương của phiên bản đời đầu, thế nhưng mà ở chai nước hoa này nó có thêm cái chất aquatic, thì nó có thêm thì là nó nhẹ nhàng hơn, mặc dù nó vẫn có cái nét thì nó classic, thế nhưng nhẹ nhàng hơn. Và mình nghĩ là các anh em nào yêu thích một cái mùi hương nó trầm, điềm đạm và nó có một cái gì đó mình đã từng trải rồi, có một cái gì đó sâu lắng, thì Light and Crème Noire này cũng rất là ok đó. Hoặc là như Lalique White, đây là một chai nước hoa mình đánh giá rất cao về cách mix mùi của nó, bởi vì nó sử dụng me và gỗ tuyết tùng. Như mọi người đều đã biết thì me thì không phải là một nốt nguyên liệu quá là phổ biến, rất rất ít những chai nước hoa sử dụng nguyên liệu me. Thế nhưng chai nước hoa này nó đã mix cùng với gỗ tuyết tùng tạo nên một cái mùi hơi chua chua, một chút chua của me và cái nét thuần của gỗ tuyết tùng, nó tạo nên cái mùi hương nam tính và rất là ok, không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào. Do đó cá nhân mình, nếu như các anh em nếu có thể hãy thử những sản phẩm của nhà Lalique, độc không đụng hàng và là mùi hương rất rất là có tâm đó. Nhà nước hoa đầu tiên là Lalique. Và nhà nước hoa thứ hai mình muốn nói đây đó là L'Occitane. Có một cái thuật ngữ liên quan đến âm nhạc đó là One Hit Wonder, có nghĩa là ám chỉ những cái ca sĩ cả sự nghiệp họ chỉ có một bài hát làm nên cái tên tuổi của họ. Và đối với L'Occitane, cá nhân quan điểm của mình đó là Audible. Đây là một chai nước hoa có sự kết hợp giữa vani và nhang rất rất là thú vị. Cái mùi vani mình không thấy ở bất kỳ một chai nước hoa nào có cái sự tương đồng với mùi hương chai nước hoa này, và nó xứng đáng với từng xu mà chúng ta sẽ bỏ ra. Rất là đáng tiếc là L'Occitane thì mình thấy là mọi người thường hay nghĩ đến nhiều về mỹ phẩm hơn là về nước hoa. Thế nhưng nếu như các anh em nào yêu thích cái thế giới mùi hương này thì chúng ta hãy thử trải nghiệm mùi hương của L'Occitane Audible. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có một đánh giá khác, đánh giá cao hơn với những sản phẩm nước hoa của nhà nước hoa này, đó L'Occitane Audible. Nhà nước hoa thứ ba mình muốn nói đến đây đó là Halloween. Có một câu chuyện rất là thú vị khi mình quyết định thử cái chai nước hoa đầu tiên của nhà nước hoa này, đó là Halloween Man One Shot. Vì một người bạn của mình cũng cùng một cái gu thích đào ngọc, thích đi tìm những cái nhà nước hoa lạ, độc và mùi hương rất là ok, thì không đồng tình với quan điểm là mua sản phẩm nhà nước hoa này, bởi vì là không đánh giá quá cao những cái sản phẩm đã ra mắt trước của đó của họ. Và cuối cùng mình đã quyết định thử Halloween Man One Shot, và đến bây giờ mình sẽ theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo của họ mà đây đó là Halloween Man One X.
Đây là một cái mùi hương có thể gọi là độc đáo, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào, với cái sự kết hợp giữa rượu, cà phê và đậu tonka. Mình cũng xin chia sẻ thêm, rượu là một nốt hương không hề là dễ dàng, thậm chí đối với cả những nhà nước hoa niche thì cái nốt rượu nó không hề là dễ dàng khi mà blend mùi, bởi vì nếu mà chúng ta cho quá nhiều nó sẽ đè những cái nốt nguyên liệu khác và cái mùi rượu nó sẽ rất là hăng, khá là mạnh khi mà ngửi, và nó gây một cái cảm giác khá là choáng nếu mà chúng ta không quen ngửi mùi rượu. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó là một cái sự kết hợp giữa rất là cân bằng giữa rượu, cà phê và đậu tonka. Cũng phải nói thêm là chai nước hoa này nó sẽ không dành cho một số các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa, bởi vì mùi hương của nó có thể là nó không theo một cái gọi là cái nịnh mũi, nó không theo một cái mùi hương mà chúng ta vẫn chuộng đó, theo kiểu như kiểu là nó giống như kiểu nó dịu, nó êm, nó định mũi, thì chai nước hoa này là không có. Và ở đây cái mùi hương này của nó khá là cần một thời gian để thẩm, nhưng đối với mình đánh giá đây là một cái mùi hương rất là ok. Tất cả các YouTuber đều đánh giá chai nước hoa Halloween Man 1X này rất là cao, và đối với mình cũng như thế. Do đó nếu như các anh em có thể, hãy thử thẩm mùi sản phẩm mới nhất của nhà Halloween này và cho mình một cái đánh giá xem là liệu chúng ta có cùng quan điểm với nhau hay không đó. Và cuối cùng, nhà nước hoa mình muốn nói đây đối với mình là một cái thương vụ bạc tỷ hết sức thành công, và bắt đầu từ bây giờ mình sẽ theo dõi sát sao những cái sản phẩm ra mắt của nhà nước hoa này và không để cho một giây trốn thoát, đó là Banana Republic. Như mọi người đều đã biết thì năm ngoái mình đã đầu tư thử hai chai nước hoa này mà đến bây giờ mình hết sức hài lòng, đó là 78 Vintage Green đó. Ok, một cái mùi hương nói thế nào nhỉ, một mùi hương hoa trà rất rất là nhẹ nhàng. Đối với mình thì như mình vẫn nói, khi mình xịt chai hoa này mình luôn cảm giác bước vào một mùa vườn cây, có cái không khí trong lành mát mẻ đó. Và chai thứ hai đó là 17 Ute Mosas, chai nước hoa về trầm rất là sáng tạo của nhà nước hoa này. Nó đi hẳn, nó khác hẳn với cái xu thế trend của cái combo hồng và trầm của các nhà nước hoa hiện tại đang chuộng. Mà chai nước hoa này đối với mình nó là một hướng đi khác hẳn đó. Và mới đây mình đã tóm được hai sản phẩm tiếp theo trong cái bộ icon của nhà Banana Republic này, và mình đánh giá thậm chí nó còn gấp đôi gấp ba cái số tiền mình bỏ ra đó. Mình rất là hài lòng với bộ đôi sản phẩm mới của nhà nước hoa này, đó là Dark Cherry and Amber. Đây là một cái mùi hương kết hợp giữa cherry, amber, mà nếu mình nhớ không nhầm nó là đậu tonka. Thế nhưng cái style mùi của chai nước hoa này nó là có một cái chút gì đó na ná với Baccarat 540. Mình không nói là mùi hương của nó là clone của 540, nhưng cái style mùi nó na ná như với Baccarat. Và nếu như các anh em nào hoặc chị em nào yêu thích cái phong cách mùi của chai nước hoa 540 thì hãy nên thử Dark Cherry and Amber, bởi vì cái sự kết hợp giữa của cherry, amber và một chút ngọt ngậy, nhưng nó không quá là nồng như là chai 540, tạo nên cái mùi hương rất là ok nếu như chúng ta sử dụng vào trời lạnh. Và chai nước hoa Tobacco and Tonkabin, đây là một mùi hương thuốc lá xuất sắc đến từ một nhà nước hoa không được đánh giá cao. Đấy là tất cả những gì mình có thể nói về chai nước hoa này. Nó có một cái sự tương đồng với Perfume de Mali Herald, thế nhưng ở chai nước hoa này nó có sử dụng thêm lê ở trong open note, trong cái nốt mở đầu, cho nên cái mùi hương nó tươi mát hơn, nó thu hút hơn, chứ nó không thuần mà một mùi thuốc lá từ đầu cho đến cuối giống như là chai Herald đó. Và đối với mình, Banana Republic xứng đáng là một trong những nhà nước hoa nên được đánh giá cao hơn so với mặt bằng hiện tại đó. Thì sau tất cả những cái nội dung trong video này thì mình muốn nói với các anh em rằng trong cái thế giới hàng nghìn nhà nước hoa hiện tại, mình biết là có rất nhiều những nhà nước hoa họ không được đánh giá quá cao so với chất lượng mùi hương của họ, và mình rất là muốn đào nó lên, phải tìm ra những nhà nước hoa đó để có thể giới thiệu cho anh em những chai nước hoa độc lạ và mùi hương xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu.
Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video quan trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.